Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách nha Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 208 Được mang tên là Kiếm quan chiếu khắp 10 giới của bộ truyện Thế giới Hoàng Mỹ Tác giả Thần Đông diễn đọc Lách Radio Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người không cần suy nghĩ nhiều mấy người hắc ám thần tử thợ sang cổ đại thiên quốc quân đạo đã bố trí thế trận phải giết cho bằng được khoan chỉ chờ cho bản thân của hắn tiến vào là đánh gục mà thôi lộ dịch lạnh cả sống lưng trước đây còn cảm thấy mấy thế lực kia phát điên và cũng chưa từng nghĩ sâu giờ bình tĩnh suy nghĩ lại thì mồ hôi lạnh chảy khắp cả người đây là hành động cố ý dù chỉ có một chút quan hệ với ngươi thì bọn họ liền điên cuồng đuổi giết truy tìm chúng ta dây quét tuyết hoàng chỉ là gì đã bố trí sát cục rồi lộ dịch hiểu ra liên quan đến những người này thì hơn phân nửa thạch thạo phải tới tìm hiểu tra xét đến tận cùng mà một khi đến nơi thì chắc chắn sẽ bước chân vào đường cùng mấy thế lực kia ngăn chặn tạo vũ sinh phục đánh tuyết hoàng đuổi giết tần hạo những người này đều có quan hệ thân thiết với thạch thạo một khi hắn biết được chắc chắn sẽ không thể ngồi yên lạc đạo làm nhất trừng lộ dịch mấy người đều cảm giác được một luồng hơi lạnh Vài vị vương cổ đại vô cùng mạnh mẽ, quyết đấu tay đôi thì ai thắng ai đều rất khó nói. Giờ này lại còn ác độc bố trí như vậy, đủ thấy ý muốn giết chết thạch hạo mãnh liệt đến đâu rồi. Tạo vũ sinh hưởng giờ không sao, thanh y thì đã tu hành tiên khí rồi, dù bị phục kích đó, thì việc tự bảo vệ mình có thể không là vấn đề lớn lao gì. Đã thần thạch nói, hiện giờ lo lắng duy nhất chính là đệ đệ tần hạo của thạch thạo, một khi bị bắt thì hậu quả khó mà lường được. Thạch hạo chắc chắn không thể bỏ mặt biết rõ hố lửa cũng phải nhảy vào tranh thủ thời gian xuất kích thạch thảo tiến lên trước rồi nói thừa dịp chưa có tin tức xấu truyền tới hắn muốn lập tức ra tay hất tung thế cờ thanh vũ thành một tiếng vang thật lớn tiểu thiên thế giới này xuất hiện sống năng lượng kịch liệt thạch thảo xuất hiện đánh xuống một quyền làm nổ tung hắc ám thần cung nơi này những nhân mã của minh tộc không rút đi đều bị tiêu diệt toàn bộ. Thành linh giới, quân thiên điện là nơi đóng quân của một nhóm thủ hạ của quân đạo. Lúc này bụi bay mù trời, tất cả mọi người đều bị giết, nơi đây thành phế tích. Xoạt một tiếng, một ánh kiếm chối lội tỏa ra, sôi sáng cả vô trần giới. Thạch hạo tây cầm tiên kiếm đại la, bổ đôi một nơi bí mật của thần miếu, diệt sạch người trong đó. Một khắc sau hắn lại tới xích viêm giới, giết sạch nham ma tộc, một tộc không hề yếu phụ thuộc vào thiên quốc. Thạch Thảo tay cầm kiếm thai tiên kim, dọc ngang mỗi tiểu thiên thế giới, đại khai sát giới, đầu lâu cường giả liên tục rớt xuống, máu tươi tung tóe. Chuyện này chấn động cả thiên cổ, đông đảo sinh linh trong mỗi tiểu thiên thế giới không ai không kinh ngạc. Một chiêu kiếm phát sáng lạnh lùng chiếu khắp mười giới. Hoàng đã xuất hiện, đồng thời ra tay như chớp giật, quét ngang sinh linh có quan hệ cùng Minh thổ, Thiên quốc, thần miếu, tay không hề nương, máu nhuộm các nơi quá mạnh mẽ mà mới vừa mới xuất hiện thôi liền tung hoành mấy chục tiểu thiên thế giới giết cho khắp nơi kinh hải hoàng đã nói giận thiệt rồi nha chẳng ai ngờ nha mấy vị quái thầy cổ đại tuyên bố là muốn giết chết hắn nhưng mà chẳng những hắn xuất hiện mà còn lấy giết cháu để ngăn cản giết cháu nữa dùng hành động này để đáp lại lời thách thức của nha mọi người bàn tán thiên quốc minh thủ thần miếu những thế lực lớn này đều có cứ điểm ở các tiểu thiên thế giới có một nhóm lớn thủ hạ giúp bọn họ vơ vét các loại thánh dược bán thường quả, mạng lưới rất là rộng lớn. Mặc dù lần này đã tập trung đội ngũ lại, nhưng vẫn còn người lưu lại trong các tiểu thiên thế giới. Thạch Hạo chính là tìm tới cái nhóm người này mà ra tay không chút lưu tình. Ngoài ra hễ là thế lực cấu kết cùng thiên quốc, minh thổ cũng đều bị hắn tiến đánh một cách vô tình. Trong lúc nhất thời, mây đen phủ khắp, sát khí của Thạch Hạo tràn ngập mấy chục giới, sinh linh mạnh mẽ các nơi chấn động, tất cả đều hoảng sợ vì sự điên cuồng của hắn. Nhằm vào ta thì không sao Dám đuổi giết những người có quan hệ với ta Dù là chỉ thoáng gặp nhau cũng trở thành cái cớ để các ngươi săn giết Như vậy thì tới đây đi Xem ai sợ ai Đây là âm thanh của Thạch Hạo Truyền khắp bốn phương Thiên quốc, Minh Thổ Ra tay với người bên cạnh hắn Thạch Hạo cũng lựa chọn thủ đoạn máu lạnh Tàn khốc đáp trả Xem ai chịu không nổi trước Dù sao thì hắn chưa từng lập cứ điểm Và cũng không cố gắng thu thủ hạ Nên mục tiêu bên phía hắn rất là ít mà mấy thế lực kia thì lại khác, đều có cứ điểm ở không ít tiểu thiên thế giới. Trong thành lớn có nơi trú quân, mặc dù phần lớn đều bí mật, nhưng đều không linh hoạt như những người ở bên cạnh của Thạch Hạo. Đặc biệt là một số ít bộ tộc như Nha Ma tộc, La Sát tộc đều bị Thạch Hạo vô tình đuổi giết, những người phụ thuộc này tập trung một chỗ và rất dễ tìm thấy. Trong một ngày này, Thạch Hạo một mình một kiếm giết chóc khắp nơi, bao trùm khắp 59 tiểu thiên thế giới hắn điên cuồng trả tay, thủ đoạn máu lạnh khiếp sợ mười phương. Trong tiền cổ, có nhiều tiểu thiên thế giới, thế nhưng chỉ trong một ngày, một người tắm máu khắp nơi tạo nên bão táp cuồng bão nhất. Hoang quá tàn bạo, giết chóc máu lạnh bốn phương, chúng ta cùng hợp lực tấn công thôi. Ngày hôm đó, truyền nhân mạnh nhất đời này của thần miếu là cổ mông đã đứng ra. Hiệu triệu khắp nơi, khuyến khích mọi người chung sức cùng nhau tiêu diệt Hoang, giết chết cái tên ma đầu này. Đúng vậy, Hoang là công địch, trang trận không nể mặt ai, tàn sát anh kiệt khắp nơi, nhất định phải diệt trừ hắn. Minh Thổ hùa theo, yêu cầu các cường giả mạnh mẽ cùng ra tay. Thiên quốc thì không lên tiếng, bởi vì danh tiếng của bọn họ quá xấu. Bản thân là đau phủ, là đầu lĩnh khủng bố, nếu muốn tỏ thái độ theo thì chỉ là mang tác dụng ngược thôi. <cười> <cười> thạch Thảo cười thế nhưng có chút lạnh lùng rồi nói các ngươi nói mà không thấy ngại sao ta tàn sát khắp nơi sao ta giết là ai không phải đều là thủ hạ của các ngươi hay sao từ khi nào những cổ giáo tà ác như minh thổ thiên quốc lại có thể đại biểu thiên hạ vậy chỉ cho phép các ngươi đuổi giết người bên cạnh của ta không cho ta phản kích hay sao lời nói của thạch Thảo hơi hợt nhưng sắc cơ lộ ra phản phước như phả vào mặt làm cho khắp nơi kinh sợ đặc biệt là những thế lực quan hệ tương đối thân thiết với thiên quốc, minh thổ, đều có chút kinh hoảng. Hoang, người vô cớ giết người vô tội, hại chết đọa thần tử đạo hữu, giết anh kiệt khắp nơi, dù là ông trời đều không thể tha thứ cho ngươi đâu. Quân đạo đứng ra là một vị vương cổ đại kể tội thạch thạo. <laughs> không phải đọa thần tử muốn giết ta sao? Giờ đã bị ta giết và tuyệt nhiên lại trở thành người bị hại hả? Ta không nói nhiều, hôm nay ta ở lại quan minh giới này, có gan thì tới đây đi. Đây là lời đáp trả của Thạch thạo Hắn quát tháo vài thế lực lớn, chờ bọn hắn lại quan minh giới. Ngươi tưởng chúng ta không biết, ngươi đã bày trận pháp ở đó hay sao? Chờ chúng ta vào bẫy, quá rõ ràng, không chút trí tuệ nào. Quân đạo lạnh lùng nói. Trên thực tế thì cách không nói chuyện đều là thông qua những tu sĩ các giáo truyền tin. Thạch Hạo cười gằn, không thèm đáp bởi vì trên đường đi còn rất nhiều người theo đều tận mắt nhìn phong cách chiến đấu của hắn chưa hề thấy hắn bày trận không cần nói nhiều sau đó không lâu một tin tức khiến thạch thảo phải biến sắc tuyết hoàng bị tìm được gặp phục kích và chạy vào kim linh giới mà nghe nói tần hạo cũng đang tránh ở đó chắc là tin giả thôi lâm nhất trần nói không chắc chắn bọn họ cảm thấy chuyện này hơn phương nữa là đối phương muốn dụ thạch thảo đến chuẩn bị sát trường ở nơi ấy đã thường thạch, thỏ nhỏ đều không muốn thạch thạo liều lĩnh, quá nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, lạc đạo thông qua con đường đặc thù, đạt được tin tức. Tuyết Hoàng thực sự bị vây ở Kim Linh Giới, bị đuổi giết nên mới phải trốn vào đó. Còn Tân Hạo có ở đó hay không thì cũng chưa biết, chưa chứng minh được. Lạc đạo là sơ đại, đến từ một gia tộc vô cùng mạnh mẽ nên tự nhiên có các loại quan hệ, tin tức tìm hiểu được là chính xác. Cuối cùng vẫn phải nhảy vào bẫy sao? sắc mặt của lộ dịch trắng bệt vì hắn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của thạch hạo rất có thể hắn muốn đến đó rồi nghe nói người của thiên quốc minh thổ cũng mới đuổi theo dạo chắc là còn chưa sắp đặt cạm bẫy đâu lạc đạo báo tin tức chắc chắn không vậy làm nhất trần hỏi chắc không sai đâu lạc đạo cũng không hề hoàn toàn chắc chắn chỉ biết quả thực tuyết hoàng mới trốn vào đó thôi các người chờ tin tức của ta Thạch Hạo quyết định hắn muốn đến đó, thế nhưng chỉ mang theo đã thần thạch, không muốn những người khác đi theo, bởi vì đây là tranh đấu của những vương giả cổ đại, người khác không giúp được. Lạc Đạo làm nhất trần đều không miễn cưỡng, rất thoải mái ở lại, vì biết đến đó cũng chỉ làm Thạch Hạo vướng tay vướng chân. Kim linh giới, đâu đâu cũng có những ngọn núi được hình thành từ kim loại nhô ra khỏi mặt đất vô cùng kỳ dị. Nơi này hầu như không có cỏ, kim loại bóng lưỡng thì đâu đâu cũng có, một con chim thần trắng như tuyết nhanh chóng xẹt qua bầu trời tiến vào núi xa lông vũ thánh khiết vườn máu vì bị thương nặng chính là tuyết lâm tin tức lạc đạo được không sai tuyết lâm bị phục kích tuy tránh được một lần nhưng vẫn bị lần theo chặn hết bốn phương nàng rất là tức giận chưa từng đắc tội những người này thế nhưng mà lại gặp phải tay bay vả gió nàng từng ở cách xa vô tận gặp phải hắc ám thần tử nhưng lại bị thân thể quái vật kia phát ra chùm sáng khủng khiếp xuyên thủng thân thể vết thương khó có thể khép lại vô cùng nghiêm trọng tuy nhiên trong người tuyết lâm chảy xuôi dòng máu phượng hoàng dù gì cũng là sinh linh phi phàm nên đã thoát được rồi đương nhiên phải tổn thất mấy cái tấm phá giới phù và một bí bảo hy thế người trống không thoát đâu phía sau có người đuổi theo là một thanh niên tóc tím trên lưng có một đôi cánh tốc độ nhanh đến khó tin hầu như có thể đuổi kịp tuyết lâm đang bị thương hắn là cổ mông truyền nhân mạnh nhất đời này của thần miếu đứng ngang hàng với truyền nhân tiên điện được xem là một trong những người mạnh nhất thượng giới một đời này. Tuyết Lâm cắn răng, nếu nàng không bị thương thì sao có thể thản thốt trốn chạy như vậy? Chủ yếu là hắc ám thần tử quá đáng sợ, thân thể của hắn còn ẩn chứa phù văn đại thần thông của kiếp trước. Một đòn kia làm cho sức chiến đấu của nàng giảm mạnh, tinh lực sinh mạng tiêu hao quá nhiều. Nếu không phải hoàng huyết nghịch thiên có thể tái sinh, đổi lại là một sơ đại khác, khi gặp phải thần thông vô thượng như vậy thì chắc chắn hình thần điều diệt, khó có thể chống đỡ Hoang, giết thánh thú thần miêu chúng ta Kim giang bạch thổ Vậy thì dùng ngươi để bồi thường vậy Cổ mông liên tục cười lạnh Ngươi muốn chết Tuyết lâm giận dữ Là đời sau hoàng huyết Thì làm sao có thể chịu được cái loại nhục nhã này Nếu không bị thương thì nàng chắc chắn đã rửa nhục rồi <cười> Tiếng cười cổ mông lạnh lẽo vang lên Sắc khí đầy rẫy rồi nói ngươi và hoang không phải là bạn bè hay sao chứ hắn đã giết thánh thú giáo của ta thì lấy bằng hữu của hắn đền vào vậy làm chim thần bảo vệ miếu lúc hắn nói chuyện cặp cánh lôi đình bùng phát một vệt sáng vàng lao ra đánh về phía tuyết lâm dù tuyết lâm cố gắng tránh né nhưng thân thể lại không như mong muốn bởi vì thương thế quá nghiêm trọng nàng bị quẹt trúng máu tươi bắn lên nhuộm đỏ cả lông vũ trong trời đất truyền đến tiếng vang ầm ầm Thạch Thảo đã đến, tiến vào Kim Linh giới, mở ra cánh cung bằng ngăn dọc trong Tiểu Thiên thế giới này. Hắn mở thiên nhãn nhìn xuyên khắp non sông, tìm kiếm tuyết lâm và tần hạo. Rất nhanh hắn nhíu mày, cảm ứng được hơi thở của quân đạo. Sau đó không lâu phát hiện ra thêm một luồng thần lực hắc ám vô cùng kinh khủng. Đó nhất định là hắc ám thần tử. Thạch Thảo dùng hết khả năng đập mạnh cánh cung bằng, trao luyện khắp nơi tìm kiếm hai người kia. Hắn đang chạy đua với thời gian. Cuối cùng thì thiên nhãn của hắn cũng phát huy tác dụng. Phù Văn bắn ra từ con mắt, nhìn khắp các khe ở trong dãy núi thì thấy được tình hình trong một vùng núi cuối chân trời. Tuyết Lâm, nàng ở đó, bay trong tầng trời thấp, trên người vương máu, phía sau có một bóng người bao phủ trong tia chớp đang nhanh chóng đuổi theo. Giết! <laughs> Thạch Hạo quát khẽ một tiếng rồi mang theo bảo tố, hóa thành chiến thần vô địch, chiến ý ngập trời lao vọt tới. Thạch Hạo hóa thành một vệt cầu vồng cánh cùng bằng xé trời tốc độ chóng mặt chớp mắt đã lao xuống nơi xa trong dãy núi trên đôi cánh chim to lớn của hắn có vô tận tia chớp bao quanh lúc này đã bùng phát hoàn toàn và đánh tới trước đây chính là sức mạnh vô tận của sấm sét kẻ nào truyền nhân mạnh nhất đời này của thần miếu quay đầu lại lập tức hít một hơi lạnh hắn tuy cũng có cánh lôi đình nhưng khi nhìn thấy biển sấm chớp kia cũng phải biến sắc quá mạnh mẽ khi chớp hai màu đen trắng bay tới và quấn chặt lấy nhau tia điện cuồn cuộn tựa như là một dải ngân hà rơi xuống bao phủ nơi này hắn quát to một tiếng là dòng dỗi kiệt xuất nhất của thần miếu tu luyện kinh văn vô thượng tất nhiên có phương pháp hóa giải trong hư không vô tận khí kim loại hiện lên nối liền kim linh giới dẫn dắt lôi đình đầy trời hướng về một bên và cũng muốn biến hóa để bản thân sử dụng hồng phản kích giết lại địch thủ không thể không nói Cổ mông là một kỳ tài ngút trời, vô cùng mạnh mẽ. Nếu không sao có thể ngạo thị ba ngàn châu thượng giới, sánh ngang truyền nhân tiên điện đế trùng. Thì chớp khuấy động đã bị bảo thuộc kim loại kia dẫn dắt nên xung kích về một phía. Bắt đầu ngưng tụ phù văn, chuẩn bị được hắn sử dụng. Đột nhiên một tia hồ quang điện nổ tung trong cái biển sấm sét Tất cả lôi đình bị dẫn dắt ra ngoài nọ, đồng thời bùng phát, làm cho cái vùng hư không đó hóa thành hàng ngàn hàng vạn khe nước lớn lồng tóc cổ mông dựng đứng hắn tất nhiên biết là ai đến cách xa như vậy nhưng lại có thủ đoạn như thế khiến cho hắn giật cả mình một tiếng vang thật lớn sấm chớp bao phủ trời cao uy lực mạnh mẽ khiến người ta không thể tin được cổ mông bay lui không dám chạm trán hắn cảm giác được sức mạnh kia vô cùng bàn bạc sắc mặt cực kỳ khó coi nhanh chóng tránh ra ngoài là thánh tử đời này của thần miếu được xem như là một thanh niên mạnh mẽ nhất thượng giới đời này vậy mà hắn phải tránh lui trong thế giới của hắn rất khó tưởng tượng, hầu như không có cảnh tượng như vậy. Thế nhưng đối mặt với Hoang, hắn chỉ có thể làm như vậy, đây là lựa chọn tốt nhất. Dù vậy thì hắn gần như vẫn bị bắn trúng. Dùng tốc độ lướt ra xa vô tận đứng trong hư không, toàn bộ mái tóc mang theo hộ quan điện với tiếng vàng lấp bớp, đây là dư âm gây nên. Thuyết Hoàng đã dừng lại và lộ ra vẻ kinh sợ, vốn nàng đã kiệt sức do thương thế quá nặng, nhưng khi quay đầu lại thì thấy được cảnh tượng như vậy. Lúc này Thạch Thảo đã đến, trong chớp mắt khi sấm chớp tản ra thì thân thể xuất hiện, hắn hạ xuống ngọn núi và lạnh lùng nhìn truyền nhân mạnh nhất thần miếu. Cổ mông trong lòng giật mình, cố lấy bình tĩnh nhìn chầm chầm Thạch Hạo rồi nói. Hoán, chỉ mình ngươi mà cũng muốn khiêu chiến với mấy vị dương cổ đại sao? Thạch Hạo không nói gì, tóc đen rối tung, cặp mắt thâm thẳm nhìn hắn rồi lại nhìn chung quanh, chiến khí mạnh mẽ trong cơ thể tràn ra khiến hư không nổ vang hắn đang cảm ứng xung quanh có bố trí trận pháp hay không lát sau mới nói dương cổ đại sao ta đã giết một tên rồi kiểu nói này tự tin và bá đạo không mảy may sợ hãi hắn chỉ lạnh lùng nhìn cổ mông vừa trưởng lên phát ra hào quang ống ánh rồi sáng bầu trời trong chớp mắt mây đầy trời tan vỡ toàn bộ tan hết đây là chiến ý của hắn trang vực vô hình khuất tán ra vạn vật kinh hồn nhanh nhanh lui tránh chỉ trong nháy mắt này truyền nhân mạnh nhất thần miếu nhíu mày hắn gặp phải áp lực lớn lao cảm giác sâu sắc sự đáng sợ của đối thủ lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng hoang thù ác của người với thần miếu không sâu cũng không phải là không thể hóa giải đâu cổ mông nói nói thạch thảo hờ hững mở miệng chỉ một chữ ngắn gọn và khiếp người lông mày cổ mông nhảy lên đối phương thẳng thắn như vậy Dùng thái độ ấy để đối đáp với hắn thì không phải coi thường thì là cái gì nữa đây? Hắn lập tức lạnh lẽo và nổi lên sát ý. Người giết chết thánh thú kim văn bạch hổ của giáo ta nên phải đền bù. Nếu để ta mang tuyết hoàng này đi coi như xong. Cổ mông nói. Tuyết lâm ngay như vậy, lông chim trắng như tuyết toàn thân xù lên đầy giận dữ. Nàng hóa thành một thiếu nữ với dung nhan tuyệt thế, tóc bạc rối tung. Chỉ là nơi ngực có một cái lỗ đáng sợ không ngừng chảy máu. Cổ mông, thần miếu của ngươi thật can đảm đó. Nằm đó từng chịu thiệt dưới tay cổ tổ ta, giờ muốn dùng chuyện này để làm nhục bộ tộc ta sao? Tuyết Lâm lạnh giọng nói. Thạch thảo xua tay, không muốn nàng phải tức giận, rồi nói. Chất thịt của Kim Giang bà Thổ rất ngon, còn nữa không vậy? Ngươi, đang khiêu khích ta hả? Ta có ý hòa giải, nhưng lại tỏ vẻ này với ta như vậy hả? Cổ mông âm trầm lạnh lẽo nói. Thạch Thảo nghe như vậy thì liền bùng phát ra, đánh tới trước rồi nói. Tuyết Lâm là bạn ta, ngươi lại đuổi giết, lại dám ở trước mặt của ta thu đàn làm chim thần hổ miếu. Ai làm nhục ai hả? Hừ, rút cái thủ đoạn nhỏ nhồi của ngươi lại đi, chẳng phải là muốn kéo dài thời gian hay sao? Thà Thảo đánh một quyền về phía trước. Đất trời cùng chiến, sức công kích như thế này quả thực khủng khiếp, khiến cho cổ mông biến sắc lùi sang ngang và phải lấy bí bảo ra chống lại. Trước đây hắn rất tự tin, thế nhưng gặp Thà Thảo thì hắn đã đâm ra sợ hãi. Tuy nhiên chỉ cần kiên trì thì vẫn được không nhất định phải tự tay giết thạch hạo. Khoan! Người tới chưa? Một tiếng quát như sấm sét chấn động cả kim linh giới. Loạn thoáng, một luồng sắc ý kinh thế hiện lên nơi xa. Vọt tới tận trời cao, thứ này hóa thành một ma ảnh màu đen đứng sừng sững ở cuối chân trời. Đó là một bóng người vô cùng đáng sợ chưa hề hạ xuống bởi vì khoảng cách quá xa xôi. Hiện ra ở vô tận chỉ là dọa nạt mà thôi. Đó là hắc ám thần tử uy năng của hắn quá mạnh mẽ để ép cả một vùng kim linh giới này yeah. cổ mông hoàn toàn yên tâm bắt đầu dốc sức xuất thủ từng bí bảo được lấy ra để chống lại thạch hạo hồng tranh thủ thời gian hắc ám thần tử vẫn chưa thực sự đến thế nhưng chỉ cần xuất hiện ở giới này cũng là một loại uy hiếp lớn có không ít tu sĩ theo sau tiến vào giới này nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đều run rẩy sức mạnh và uy năng kia quá mạnh mẽ không cách nào sánh vai ai cũng sinh ra tâm lý quỳ lại với hắn. Có gan thì đến đây. Đối với chuyện này, Thạch Hào chỉ có vài chữ như vậy, hai chân của hắn vẫn chưa hề di chuyển, cánh tay phải mở rộng, trấn áp về cổ mông, ánh mắt vô tình. Tiếng răng rác vang lên, tiếng bí bảo rạn nước truyền đến, trong hư không một cây thương màu bạc vỡ nát ra. Điều này làm cho truyền nhân mạnh nhất thần miếu biến sắc, đối phương quá bá đạo, tay không hủy đi bảo cụ cấp chân thần dễ như ăn cháo. Cổ mông thét dài, triển khai cửu thiên thập địa kinh thần bí khó lường. Hắn không tin mình lại thua thạch hạo. Ngày đó truyền nhân thiên điện đại chiến với thạch hạo mấy ngàn hiệp, mà hắn không kém đế trùng. Dù thế nào cũng phải chặn lại mới được. Khóe miệng thạch hạo lộ ra một tia cười gằn rồi nói. <laughs> Quân đạo có thù án với ngươi hả? Không hề nói sự thật cho ngươi sao? Đột nhiên trong hư không có một vật tráng lành ống ánh tỏa ra. Ánh kiếm cuồn cuộn, sát khí làm tất cả sinh linh của kim linh giới khiếp sợ, quá khủng khiếp, khí tức sát đạo không gì sánh được. trời ơi, vương cổ đại khủng khiếp nhất của thiên quốc xuất hiện rồi. giờ phút này không cần nhiều lời, tất cả tu sĩ theo tới đều biết, chiêu kiếm này đến cùng là đáng sợ cỡ nào, có thể dễ dàng giết chết chân thần, sức mạnh kia, góc độ xuất kiếm ấy, thời cơ lựa chọn đó đều là tốt nhất, là muốn bịt hết đường sống của thạch thạo, quái thai cổ đại của thiên quốc đã tới và đã ra tay. Đột nhiên trong hư không tỏa ra một ánh kiếm mạnh mẽ tuyệt thế khác. Thứ này lại mang theo mưa ánh sáng tựa như vũ hóa phi tiên chém về trung tâm sát khí đang cuồn cuộn. Tựa như pháo hoa rực rỡ nhất đang tỏa ra, sát khí biến mất. Mọi người chỉ nhìn thấy một thanh thường kiếm sắc bén lóe lên rồi biến mất. Từ chỗ đó tiến vào trong hư không. Có thể khẳng định đó là vương giả cổ đại của thiên quốc mà chuyện khiến cho người ta bất ngờ nhất là hiện trường lại có thêm một thạch thạo cầm tiên kiếm đại la trong tay vừa nãy chính hắn chém ra ánh kiếm công kích thợ săn thiên quốc đây mới là chân thân sao tất cả mọi người đều chấn động trong lòng đột nhiên hư không đổ nát một cái bóng đen xuất hiện một chưởng đập nát trời cao vô cùng cuồng bá mang theo khối đen đầy trời phủ xuống nơi này tấn công về phía thạch thạo hai người bùng phát ra vô tận phù văn sống thường lực như đại dương chấn động kịch liệt hiển nhiên đây là một lần đối đầu không gì sánh nổi mọi người lần nữa há hốc mồm đây là hắc ám thần tử hắn đến rồi thế nhưng bóng người to lớn đứng sừng sững nơi chân trời kia là ai tất cả mọi người đều phát trung đại quyết chiến nơi này đều diễn ra trong nháy mắt biến cố kinh người liên tiếp xảy ra rất nhanh mọi người đều hiểu được truyền nhân mạnh nhất thần miếu chỉ là màu nhữ chỉ là phối hợp biểu diễn vương cổ đại của thiên quốc mới là người thi hành việc giết chóc Tuy như vậy, chân thương thạch hạo dĩ nhiên lại ẩn trong bóng tối, thời khắc quan trọng mới xuất hiện. Mà hắc ám thần tử cũng như vậy, chân thân không ở phía cuối trời, thân thể chân chính là ở đây, đánh một đoàn tuyệt sát này. Đất trời rung rẩy, hắc ám thần tử và chân thân thạch hạo quyết đấu, phát ra thần quang ống ánh, khối đen bốc lên, bao trùm mặt đất. Cách đối không xa, cổ mông tức giận, hoang quá xem thường, chỉ cho một linh thân tới đối phó với hắn, chân thân không hề đối mặt rất nhanh tâm tình của hắn lại nguội lạnh, trấn tròn mắt nhìn giữa chiến trường. Ngoài cơ thể của Hoàng có một tia tiên khí thần bí và thánh khiết đang vườn quanh. Quân đạo, ngươi lừa ta! Hắn cắn răng, chẳng trách trước đó Hoàng đã nói như vậy. Lần này hắn đơn giản chỉ là bia đỡ đạn, chỉ là công cụ hấp dẫn sự chú ý của Hoàng thôi. Quân đạo từng nói với hắn, Hoàng chưa hề tu thành tiên khí, ngoại giới đều nghe sai rồi đồn bậy. Tương tự đọa thần tử cũng chưa thành công, Bây giờ nhìn lại rõ ràng là nói dối mà Quái thầy cổ đại của thiên quốc đâu Kiều hắn lăn ra đây Cùng lên một lượt đi Thạch thảo quát lên Lời này càng khiến cổ mông thêm kinh sợ và tức giận Chân thân của hoang vẫn không thèm liếc hắn một cái Trong lòng của hắn Đối thủ chỉ có hắc ám thần tử Và vương giả khủng khiếp của thiên quốc thôi Hắn đi rồi Một đoàn không trúng Chắc chắn sẽ không ra tay lần thứ hai Ở cùng một nơi đâu hắc ám thần tử nói hắn đứng sừng sững trong minh vụ bóng người đen kịch và mơ hồ chỉ có một đôi mắt là như ngọn lửa đang rực cháy đáng sợ một mình ngươi cũng dám đánh với ta sao <laughs> sao lại không dám chứ ta đến đây chính là muốn đánh với ngươi một trận mà hắc ám thần tử lạnh lùng nói giọng hắn cộng hưởng chấn động khiến trời cao dày đặc vết rách cách đó không xa cổ mong không nói lời nào mà chỉ xoay người rời đi Muốn thu bằng hữu của ta về làm chim thần hổ miếu ngay trước mặt ta Ngươi còn muốn đi sao Linh thân thạch hạo hét lớn Lần này không hề giữ sức gì nữa Trong tay xuất hiện một thanh kiếm Ánh sáng chói lội hoàn toàn do phù văn tạo thành Bên trong ẩn chứa vô tận chân nghĩa đại đạo Cổ mông không ham chiến Hắn muốn nhanh chóng chạy trốn Bởi vì hắn cảm thấy vô cùng u tối Do đã bị người ta lợi dụng Cổ thánh tử của thần miếu khi biết kim văn bạch thổ mà mình nuôi dưỡng bị giết thì quả thực là rất nổi giận, Lúc đó được mời ra mặt nhưng có chút do dự, không thiết tha hợp tác với mấy thế lực kia. Cổ mông cũng hiểu nếu hôm nay mình chết, mấy người quân đạo chắc chắn có thể mời được cổ thánh tử lôi kéo hắn đi cùng. Hắn tức giận, vô cùng oan ức, muốn giống to lên. Nhưng mà hoang căn bản không thèm để ý, anh kiếm như cầu vòng xé nát thiên địa. Lợi hại hơn nhiều lúc nãy khiến hắn không đỡ nổi. Đầu cổ mông bay lên mang theo một mảng máu lớn, hắn tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng, cứ vậy bị giết sao cũng quá nhanh rồi đây chính là sức chiến đấu sau khi tu ra một tia tiên khí sao thực sự khủng khiếp đến mức hắn khó có thể tin không cho hắn suy nghĩ nhiều nguyên thần trong đầu lâu bị kiếm khí xâm nhập tiêu diệt hắn đã thần tử đạo tiêu linh thần và chân thần thạch hạo hợp lại quyết đấu cùng hắc ám thần tử đồng thời hướng về bốn phía truyền âm rồi nói còn ai không muốn đánh thì lên đây một lượt đi Khắp nơi tất cả mọi người đều khiếp sợ, sự ngông cuồng này đạt tới trình độ nào cơ chứ? Hình ảnh một chiêu kiếm lấy đi đầu lâu của truyền nhân nhất thần. Hình ảnh một chiêu kiếm lấy đi đầu lâu của truyền nhân mạnh nhất thần miếu lúc nãy quá mức chấn động. Phản phức còn đang trước mắt, mà lúc này thạch hạo lại truyền âm muốn đánh với địch thủ mười phương không sợ đánh hội đồng. Không hổ là hoang nha, vô cùng mạnh mẽ, cũng có tự tin vô địch nha. Có người tháng phục Loại thô bạo và tự tin kia đều phát ra từ khung xương, không sợ tất cả địch thủ trên thế gian. Một chiêu kiếm ngang trời, ánh sáng lạnh lùng sôi sáng kim linh giới, chém chết truyền nhân mạnh nhất thần miếu, vô cùng ngông nghênh và bá đạo. Nên biết rằng người kia là một trong những kỳ tài mạnh nhất ba ngàn châu đời này, từ chất ngút trời bể nghể người cùng thế hệ, thế nhưng giờ lại bị hoang một kiếm chém bay đầu. Tiếng răng rắc, khe nước hư không dày đặc, đại chiến phía trước vô cùng kinh người, nơi đó từ lâu đã sụp sôi Hát ám thần tử quyết đấu hoang đó lại vậy vậy ngoài cơ thể bọn họ sao lại có một tiêu khí trắng lượn lờ vậy có người ngờ vực nhìn về chiến trường đầy đáng sợ kia thì trong lòng chấn động thần hùng sung rẩy thiên địa rạn nứt ngọn núi kim loại bên dưới không ngừng bị nung chảy dù khoảng cách rất là xa và chưa hề bị phù văn của hai người quát trúng nhưng vẫn bị ảnh hưởng khó có thể sừng sững như trước được thân thể hai người rất mơ hồ thế nhưng có cùng một đặc điểm đó là bên ngoài cơ thể đều có một tia khí trắng tràn ra từ cơ thể càng tôn thêm vẻ bí ẩn và mạnh mẽ của bọn họ sao tôi lại cảm thấy bọn họ vượt xa chúng ta quả thật tự như thiên thần căn bản không thể nào chống lại mà có một vị sơ đại mở miệng âm thanh hơi có chút run rẩy tất cả mọi người đều sợ hãi cảm giác này vô cùng thật hai người đằng trước quá khủng khiếp chân thần có tới cũng căn bản không thể chống cự mạnh đến không còn gì để nói là tiên khí bọn, bọn họ vậy mà bước ra bước kia rồi Có người sợ hãi hét lên Mặc dù có không ít người đã đoán ra được rồi Thế nhưng hiện giờ lại có người hét toán Nên vẫn tạo thành cơn chấn động không hề nhỏ Trời ơi Bọn họ đã tu ra một tia tiên khí Đã thành công rồi Đã vượt qua người xưa rồi Một tiếng kêu sợ hãi đã gợi ra sóng lớn ngập trời Tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh được Trong đôi mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ và kích động Việc này chính là đang khai sáng ra một kỳ tích mà. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tiên khí nên trong lòng rung rẩy không thôi, ánh mắt thì lộ ra vẻ cuồng nhiệt, bọn họ vẫn không cách nào tin tưởng được đây lại là sự thật. thà Thảo đại chiến cùng đọa thần tử trước kia, chiến trường là một nơi hung địa, cả ngày đều bị sát khí bao phủ nên dù của tiên khí tràn ra thì cũng không cách nào thấy được, mà trận chiến đó lại có rất nhiều lời đồn. Không ít người suy đoán rằng bọn họ đã bước ra bước kia, đã tu thành tiên khí, nhưng cuối cùng cũng không có bằng chứng. Hơn nữa, sau đó quân đạo khăng khăng khẳng định Thạch Hạo và đọa thần tử chưa thành công, vì vậy mọi người cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ đã thấy tận mắt rồi. Xem ra đọa thần tử không chết quan quân đạo cũng nhìn lầm rồi, hoang, bước ra bước kia từ lâu rồi. Thật đáng sợ mà, không ngờ hắn lại thành công. Nơi này sôi trào, gợi ra sóng lớn mênh mông, nếu là hắc ám thần tử thì mọi người đã có chút chuẩn bị tâm lý thừa nhận bởi vì cơ thể của hắn quá siêu phàm là xác ướp cổ được chôn từ kỷ nguyên trước và đến nay mới thức tỉnh không cần nghĩ nhiều kiếp trước hắn có lê lịch rất là lớn thậm chí có người còn đoán rằng có thể hắn là cường giả của kỷ nguyên trước sau khi chết và được chôn trong lòng đất thân thể không những không bị phân hủy mà còn trường tồn cho tới ngày nay trong hư không tốc độ hai người quá nhanh không khí nổ tung hóa thành từng mảnh sương mù, bọn họ ra tay cực nhanh, phù văn như sao chổi nổ tung tỏa ra. Đột nhiên trong bóng tối có người ra tay, là sát thủ mạnh mẽ của Thiên Quốc còn sống sót. Những ai tới được đây, đến được đây thì đều là tinh anh, đều vô cùng cao siêu, hắn không một tiếng động đã đến ngay sau lưng Thạch Hạo, mãi đến tận lúc ra tay thì mới có phù văn phát ra. Nhưng chuyện làm cho người ta giật mình lại xảy ra. Tuy kiếm khí của thanh sát kiếm này như cầu vồng làm cho hư không vặn vẹo, thế nhưng khi đến gần thân thể thạch hạo thì bị chặn đứng. Một tia tiên khí mông lung hóa thành sương mù mờ mịt dán sát vào thân thể, hòa vào thể phách của thạch hạo, khiến cho hắn phát ra ánh sáng ống ánh. Thần kiếm chết chóc tanh máu kia rung dữ dội, tựa như đang chịu phải áp lực cực lớn. Sắc mặt sát thủ biến sắc, vốn một đòn nếu không thành công thì hắn sẽ lập tức rút lui, Thế nhưng lần đầu tiên có thể đến được gần hoang như vậy khiến hắn vô cùng không cam tâm nên mạnh mẽ đẩy kiếm, đâm vị trước hồng đạt được mục tiêu. Chuyện khiến hắn phải sợ hãi xảy ra, pháp kiếm cấp chân thần màu đỏ sẫm này, theo sức mạnh đâm vị trước của hắn lại gãy thành từng đoạn, hóa thành bột kim loại. Điều này quá khủng khiếp, làm cho sát thủ như hắn cũng dấy lên nỗi sợ khó tả. Sau khi tu thành một tia tiên khí thì sự đáng sợ sẽ đến mức nào, căn bản không có biện pháp nào để so sánh. Cỡ trình độ như bọn họ mà muốn đối phó hoang thì rõ ràng là vô dụng. Người ta quay lưng đứng ở đó mà hắn cũng không cách nào đâm vào được. Cốt văn bên trong pháp kiếm cấp chân thần màu đỏ sậm nổ tung, hóa thành một đốm lửa rồi biến mất. Binh khí mạnh mẽ như vậy lại cứ thế hóa thành tro bụi. Sát thủ kinh sợ, sau lưng người kia truyền đến một nguồn sức mạnh ép hắn tới ngạt thở, dù có muốn rút lui thế nào cũng không được. Miệng mũi hắn vô cùng khó chịu, thức hiếu đều phun máu. Đúng vào lúc ý thức mơ hồ thì hắn mới hiểu một sự thật. Hoang không hề quay đầu lại, từ đầu đến cuối đều không ra tay đối phó hắn. Sau khi tu thành một tia tiên khí thì thật là đáng sợ. Thần linh bình thường các bản không có khả năng chống lại được mà. Đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn. Sau đó bụp, cả người hắn vỡ nát, một mảnh xương máu bốc lên, ngoài ra không còn thứ gì lưu lại cả. Mọi người nghẹn họng trợn mắt, lưng phát lạnh, hơi lạnh khuếch tán ra toàn thân. Bọn họ thấy rõ, sát thủ kia xuất hiện một cách đột ngột rồi đâm thẳng từ đằng sau lưng của thạch thảo nhưng không hiểu sao bị dính chặt lấy trong khi đó hoang lại vẫn đang đối đầu với hắc ám thần tử hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt không ngừng thay đổi vị trí mà sát thủ kia cũng dính chặt lấy hắn cho đến tận lúc hóa thành mưa máu mới thôi quá khủng khiếp mà tự như là một người trơm bám chặt trên người bị tan dở do vận động quá mức vậy mọi người sau khi hoàn hồn lại thì cảm thấy da đầu tê dại sau khi bước ra bước kia thì sẽ mạnh tới mức nào đây? Thợ săn của thiên quốc cũng chẳng hề được thạch hạo để trong lòng. Cứ thế kéo kẻ này chặt lấy mình cho tới khi tự nổ mới thôi. Hey, ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao dương cổ đại rất khó tu thành tiên khí. Chắc chắn là vô cùng khó khăn. Nhưng mà một khi luyện thành rồi thì có nghĩa là có thể tung hành cứu thiên thập địa rồi. Có người than thở, vừa ước ao vừa kiên kỵ nhìn hai người với thượng sắc phức tạp lần này hoang cách không chạm trưởng cùng hắc ám thần tử âm thanh phát ra đặc biệt nặng nề tựa như tiên cổ đang nổ vang chấn cho khí huyết của rất nhiều người cuồn cuộn một ít người thực lực yếu thì phun đầy máu lão đảo rút lui vẻ mặt sợ hãi bọn họ đã đứng nơi xa nhất thế nhưng vẫn bị động tĩnh hai người kia gây ra làm cho bị thương thạch hạo tập trung cao độ lần đầu tiên hắn gặp một sinh linh như vậy thân thể mạnh không tưởng tuyệt đối vượt qua cảnh giới của bản thân hắc ám thần tử đứng trong hư không xung quanh minh vũ bốc lên chỉ có một đôi mắt tựa như là ngọn lửa ma quỷ tia lửa âm u đáng sợ và ngang tàn không tả được cơ thể của hắn vượt xa đối thủ cùng thế hệ lúc bị đánh thì có thể tự động phát ra phụ văn phản hồi lại đối thủ loại tia sáng kia có thể xuyên thủng mọi thứ thần bí và đáng sợ xoạt một tiếng thạch hạo đấm ra một quyền tựa như là một giải ngân hạ quét tới đó là do vô số cốt văn đang xen ký hiệu thần bí tỏa ra thần uy chấn động thế gian. Thế nhưng hắc ám thần tử không ngăn cản mà cứ như vậy đánh thẳng tới trước. Mình vụ bốc lên, cơ thể của hắn tự động phát sáng. Vị trí bị một quyền của thạch thảo bao phủ lại bay ra một ráng lành, sau đó bùng phát. Thân thể thạch thảo lướt ngang, đồng thời từ năm ngón tay trái tựa như vút rồng bay ra năm chùm sáng rực rỡ. Nếu như người khác bị thứ này đâm trúng thì chắc chắn thân thể sẽ thông suốt từ trước ra sau, lưu lại năm cái lỗ máu. Vậy mà thân thể của hắc ám thần tử lại vang lên những tiếng len ken tựa như đang rèn thép. Tia lửa văng khắp nơi, đồng thời vị trí ấy phát ra ánh sáng tím như biển rộng lao nhanh quét hướng thạch hạo. Thạch hạo cất bước và triển khai xúc địa thành thốn, sau đó cả người bay lên, thân thể xoay tròn, một chân đột nhiên quét ra ngoài, phát ra thanh âm của rồng và rắn. Trên thực tế, quả thực là có một con chân lông và một con kim xà đang quấn quanh và đánh về hắc ám thần tử, uy thế bá đạo. Động tác thạch hạo nhìn như đơn giản, thế nhưng đều là tán thủ mạnh mẽ nhất. Có cái đạt được ở bí cảnh nguyên thiên, có cái thì tự mình nghĩ ra. Nơi bả vai của hắc ám thần tử trúng phải công kích thì hiện lên một chùm sáng đen rồi hóa thành một con ma phượng vô cùng khủng khiếp. Con này mang theo ngọn lửa màu đen đánh về phía lông xà. Trời đất nước toát ra, hư không nơi này sụp đổ, cảnh tượng kinh người. Mà phía dưới hơn trăm ngọn núi kim loại liên tục sụp xuống, hóa thành mảnh vụn kim loại, sau đó lại trở thành chất lỏng kim loại nóng bỏng. Nơi này rất kỳ dị, cảnh tượng khủng khiếp. Thế này thì đánh thế nào được đây? Thân thể của hắc ám thần tử quá đáng sợ, tương tức trên cơ thể đều phản phức như là đang phong ấn một loại bảo thuật. Một khi bị công kích thì lập tức tỏa ra cốt văn. Ngay cả thạch hạo cũng thay đổi sắc mặt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ như vậy, không hề có chút biện pháp nào. Trước đây thân thể của hắn luôn luôn vô song, chỉ bằng vào thân thể đã có thể áp chế đối thủ. Hôm nay lại gặp phải một tên quái vật với thể phách như kim cương, bất diệt bất hoại, còn có thể tự động phát ra bảo thuật. Đây không phải là do nguyên thần điều khiển, mà là do bản năng của thân thể đang giải phóng. Giờ phút này Thạch Hạo mới biết, kiếp trước hắc ám thần tử có lại lịch kinh thiên, ngay cả thời gian cũng không thể tiêu diệt được thân thể đáng sợ của hắn. Những sự tình nãy giờ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi. Một giấc ngủ ngàn thu Chỉ còn sót lại thân thể tả tơi này Tóm lại vẫn có sự chênh lệch rất lớn Nếu không thì con sâu như ngươi Làm sao có thể nào múa mấy trước mặt ta Hắc ám thần tử hơi hợt nói Điều này làm cho rất nhiều người rung sợ Hắn quả nhiên rất ngông cuồng Ngay cả khi đối mặt với Hoang Cũng tự phụ cùng với vẻ khinh bỉ như vậy Thạch thạo lạnh nhạt nói Chỉ là một xác chết mà thôi Không thấy nhục hay sao mà còn kiêu ngạo vậy ngươi thì có cái gì? Nguyên thần chẳng qua là mới xuất hiện cho nên cũng chẳng hề có chút liên quan gì tới thân thể kiếp trước của ngươi cả. Thành tựu của kẻ kiếp trước chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngươi có thể đứng ở chỗ này cũng chỉ là nhờ may mắn vì có một cái xác chết không tệ thôi. Nếu không thì cũng chẳng là cái thá gì đâu. Trong lúc nói chuyện, hai người vẫn ngang dọc trên trời dưới đất với tốc độ cao, đã giao thủ hàng ngàn hàng vạn lần. Dù trọng thôi, trong thiên cổ này không người nào có thể giết ta. Quyết chiến với ta thì có nghĩa là cuộc đời bọn ngươi sẽ kết thúc hắc ám thần tử âm trầm nói hắn tấn công nhanh chóng lao tới đánh giết thạch hạo Một tia tiên khí nhàn nhạt, nhạt lượn lờ ngoài cơ thể rất nhiều nơi trên thân thể phát sáng bảo thuật đang xen vào nhau dị tượng kinh thiên thì ra là vậy thạch hạo mở miệng nhìn tia tiên khí trong minh vụ kia thì gật gật đầu rồi nói <laughs> chỉ đến vậy là cùng chém hắc ám thần tử quát lên toàn bộ cánh tay phải hóa thành một thanh thường kiếm màu đen bổ thẳng xuống thân thể lại hóa thành kiếm thai khí tức hắc ám tăng vọt thì tiền khí trên người ngươi căn bản không phải tự mình tu ra mà là dựa vào thân thể kia tẩm bổ mà thành chút thành tựu như vậy mà cũng dám kiêu ngạo sao thạch Thảo cười gằn dừng đôi cánh cung bằng to lớn xé trời lao tới kiếm thai hắc ám do cánh tay phải của hắn hóa thành chém tới sắc bén và mạnh mẽ ánh đèn tỏa ra ngập trời thạch Thảo lướt ngang Cặp cánh côn bằng sau lưng bùng phát tựa như đám mây bao la bát ngát che phủ bầu trời. Hai khí âm dương chuyển động va mạnh vào nhau, bắn ra từng tia sương mù hỗn độn. Đòn đánh này làm cho hư không nổ tung, khi kiếm thai màu đen va chạm cùng cánh côn bằng thì tia lửa văng khắp nơi. Kiếm khí cuồn cuộn tiếng vang chói tai, nhưng mà những kim vũ ở phía Thạch Hạo cũng đầy trời hóa giải tất cả tuy vậy sau một khắc thì phiền phức xuất hiện cả người hắc ám thần tử phát sáng các loại bảo thuật tỏa ra quát thẳng tới trước bởi vì sức lực mà thạch thạo vận dụng vừa nãy quá to lớn cánh cung bằng tựa như là đám mây đen vàng chói che kín cả bầu trời tất cả công kích đều bắn mạnh lên toàn bộ cơ thể của đối phương việc này tựa như là chọc thẳng vào tổ ông làm cho bản năng thân thể của kẻ này phóng thích thêm một bước nữa bảo thuật liên tục được kích phát và nói liền với nhau tạo nên một cuộc bùng phát toàn diện cảnh tượng vô cùng rợn người rất rõ ràng thạch hạo là cố ý hắn đang thăm dò thân thể của hắc ám thần tử hắn không tin tất cả các nơi trên thân thể này đều có phong ứng phụ văn đáng sợ chắc chắn sẽ có điểm yếu nào đó nếu không thì chỉ thuần túy là công kích thì hắn còn có thủ đoạn mà bản thân chưa hề sử dụng tới mây đen cuồn cuộn bảo thuật đang dệt lại thêm tiếng tụng kinh vang lên bắt nguồn từ thân thể của hắc ám thần tử điều này rất kinh khủng soạt một tiếng thạch hạo lướt ngang tiếp tục khống chế bảo thuộc, sắm chớp liên miên được phóng xuất toàn bộ, nhấn chìm lấy hắc ám thần tử, càng kích thích thêm khiến cho bản thân của hắn càng thêm ống ánh, phản phước như bốc cháy. Không thể không nói Thạch Thảo rất tự tin, trong hoàn cảnh này mà vẫn tỏ ra vẻ thèm khát. Việc hắn nghĩ tới cũng không phải là làm cách nào để giết địch thủ một cách nhanh nhất, mà là muốn tìm hiểu toàn bộ về cái kẻ này. Một bộ thi thể có độ tuổi ở những năm đầu niên đại này, thậm chí rất có thể bắt nguồn từ kỷ nguyên trước khiến cho hắn thấy hứng thú. Thạch thạo không thể không thán phục Thân thể đối phương thật đáng sợ Chỉ cần phản ứng của bản năng thôi Mà đã có thể tiêu diệt cả đám thiên tài Bảo thuật tự phóng thích Kiên cố vững vàng Bẩm sinh đã ở thế bất bại rồi Rất nhiều người đều thấy được Dù hắc ám thần tử đứng một chỗ không hề ra tay Tùy ý cho những người quan chiến Vây công thì cũng khó mà bắt được hắn Ngược lại sẽ bị thân thể kia giết chết nữa Hổ Có một chỗ chưa hề phát sáng Không có bảo thuật và phù chăn bay ra Lẽ nào đó là điểm yếu sao? Thạch Thảo nói, đây là thành quả khi hắn công kích toàn diện và đã nhìn ra được thân thể hắc ám thần tử có một số khu vực lờ mờ. Không có bất kỳ phản ứng nào, hắn đoán có thể là điểm yếu. Nghĩ tới đây Thạch Thảo dừng lại, sau đó điều khiển sức mạnh toàn thân bắt đầu phát động công kích mãnh liệt. Hắn tựa như là mặc thêm một tầng áo giáp vàng vậy. Ngoài cơ thể của hắn, vô số lông chim màu vàng lơ lửng giữa không trung, rực rỡ tựa như bảo tàng xuất thế, chấn động kim linh giới. Đây là diễn biến của bảo thuật côn bằng, là biểu hiện của sự mạnh mẽ. Tất cả lông chim đều trở thành thường kiếm, số lượng có thể đạt tới 10 vạn cộng lông vũ treo lơ lửng quanh người thạch thạo. Giết! Yeah. Thạch thạo hét lớn, ti tiên, tiên khí bên ngoài cơ thể cũng bắt đầu chuyển động dữ dội lên. Hắn ra tay một cách điên cuồng, 10 vạn lông thần màu vàng đúng lúc này chợt phóng to ra. Mỗi cộng đứng sừng sững trong hư không, tựa như nối liền giữa trời với đất. Mỗi một thanh vũ kiếm đều khổng lồ như vậy, tất cả đồng loạt chém về trước. đây đã không còn là chém nữa mà là đập. đồng thời pháp tác trên đó cũng đang xen vào nhau bao phủ cả đất trời. các pháp tác tự kiếm xây dựng hình thành nên một chiếc lò. có thể gọi là kiếm lô. chú thích lô là cái lò hay là cái bếp. tiếp tục. mười vạn thanh kiếm khổng lồ ánh kiếm hóa thành trực tự xây thành bếp lò cảnh tượng kỳ lạ và đồ sộ nhúc khắc ám thần tử vào trong vô số kiếm khí lưu chuyển tiến vào trong lò thà thạo ra sức khống chế chiếc lò này thì những luồng kiếm khí lúc thì là ánh kiếm lúc thì như ngọn lửa bốc cháy ở trong hình ảnh này quá kinh khủng mà nơi xa sắc mặt của những người đang xem trận chiến đều tái nhật xây bếp lò từ kiếm bên trong thì lấy pháp tắc dịch thành cảnh tượng kinh thế ai có thể chống lại đây thân thể của rất nhiều sơ đại chợt căng cứng không ngừng lùi lại cả người như lạc vào cảnh tượng kỳ lạ phản phức như bản thân đang dãy dụa một cách đau khổ bên trong vậy. Vạn kiếm cùng phát ra âm thanh chói tai. Trong cái lồng lò to lớn ấy có vô tận ánh sáng xung kích, toàn bộ đánh lên người hắc ám thần tử, tia lửa văn tứ tung. Trời ơi, mạnh tới cỡ đó luôn! Ai nấy đều không cách nào tin được thân thể của một người lại khủng khiếp như vậy, có thể ngăn cản nhiều kiếm khí như vậy, không nghi ngờ gì, bảo thuật công bằng diễn hóa đến mức này đủ có thể xem là tuyệt sát thuật. Không nói những biến hóa khác, riêng kiếm lô vừa xuất hiện kia cũng đủ đã kinh diễm thế gian rồi. Tiếng vàng to lớn truyền đến, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Kiếm lô kia trong suốt nên có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Một bóng người đang tấn công và ra sức đấm vào kiếm lô. Hắn đang hứng chịu ánh kiếm, bản thân tuy đang phát sáng, dùng bảo thuật vô tận chống cự, nhưng dù sao cũng rất bị động, hắn chặn được rồi sao? Có người kêu lên sợ hãi. Thân thể của hắc ám thần tử vô song như trước kia cũng không hề bị chém chết. Cả người hắn phát sáng, đồng thời sức lực nơi nắm đấm lại càng tăng lên nện thẳng lên vách kiếm lô, tạo nên những tiếng nổ ầm ầm. Những cú đấm kia của hắn khiến cho thân lò lúc lồi lúc lõm, biến dạng không ngừng, cảnh tượng kinh người. Bên ngoài thạch hạo đứng ở trong trời cao, toàn bộ 10 vạn kiếm vũ màu vàng nghiêng xéo, mũi kiếm chỉ phía trước, hắn đứng trong rừng kiếm lu lu bất động như một vị đế vương thạch hạo hét lên một tiếng kiếm lô chợt thay đổi những pháp tắc hiện ra và hóa thành kiếm khí bản nguyên tấn công vào một số vị trí đặc biệt lờ mờ không phát sáng trên người hắc ám thần tử cùng lúc đó bản thân thạch hạo cũng chuyển động bởi vì kiếm khí hóa thành cái lò nên cũng đã khám phá thêm một vài vị trí thực sự không thể phát ra bảo thuật trên người đối phương lúc này mới chính thức là lúc hắn nhầm tới trong thiên địa, một tiếng thét gào như biển gầm, bởi vì theo thạch hạo lao xuống thì mười vạn kiếm vũ cùng chuyển động, toàn bộ nhằm vào hắc ám thần tử. Ngươi cho rằng đã nhìn ra được thì có thể giết được ta sao? Hắc ám thần tử lạnh lùng quát lên, cả người bùng phát ánh sáng đen, tia tiên khí kỳ dung hợp cùng cơ thể của hắn, khiến cho hắn tựa như một vầng mặt trời màu đen. Biến cố kinh hoàng xảy ra, một vài vị trí vốn lờ mờ ở trên người hắc ám thần tử lúc này chợt sáng lên, chối lội hơn cả mặt trời trong đó có một chỗ bay ra một vệt ánh lành phù văn chói mắt cuối cùng diễn hóa thành một cái chuông nhỏ nhanh như chớp lao về thạch hạo quá nhanh đây là cảm giác của tất cả mọi người ánh mắt khó có thể bắt giữ được quỷ tích mà chỉ thấy tàn ảnh của nó thôi sau đó trong trời đất bỗng vang lên tiếng ngân vang của chuông đó là một cái chuông nhỏ màu đỏ thẫm cũng không phải là thực thể mà là âm thanh phát ra do pháp tắc hình thành chấn cho tu sĩ trong hư không rơi xuống như mưa thức khiếu chảy máu Trời ơi, đây là bảo thuật gì vậy? Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhanh chóng chạy trốn Chuông này quá yêu tà, cách xa như vậy vẫn bị ảnh hưởng bởi công kích kia Sau một khắc, chuông nhỏ đỏ thẳm lần nữa vang lên Tuy nhiên không còn là tiếng chuông mà thành tiếng kiếm reo Trong lòng chuông tổ hợp hóa thành một thanh kiếm nhỏ rồi tách những gợn sóng kỳ lạ ra đồng thời điên cuồng phóng về hướng thạch hạo đây là đọa hồn thuộc đã thất truyền từ lâu, thật là đáng sợ mà thân thể há cám thần tử lại có loại phụ giang này. năm xưa hắn là nhân vật cỡ nào đấy? Một số người kiến thức uyên bác kêu lên sợ hãi. Mọi người nghe như vậy thì đều biến sắc. Đọa hồn thuật rất kỳ lạ, có thể tiêu diệt nguyên thần của đối phương, công kích trực tiếp vào thức hải, thân thể không cách nào ngăn được. Lúc này chỉ là dư âm mà đã làm bị thương một vài tu sĩ có thực lực thấp đang đứng trong hư không có thể thấy được hoàng ở giữa chiến trường kia phải chịu xung kích thế nào. Bảo thuật loại này là đáng sợ nhất. Nguyên thần là gì? Nơi lưu giữ dấu ấn sinh mạng, một khi tiêu tán thì tất cả đều kết thúc cả, không còn tồn tại nữa. Chuông nhỏ màu đỏ thẫm trở thành ngọn nguồn gây rợn trong mắt mọi người. Ngươi cho rằng những nơi mờ nhạt trên thân thể của ta là nhược điểm thì sai rồi. Nơi đó là nơi ta có thể phát ra bất cứ loại bảo thuật nào là vị trí mạnh nhất đó. Hắc ám thần tử cười châm biếm, không cần hắn nói thì thạch hạo cũng nhận biết được đọa hồn thuật và một ít bảo thuật mạnh mẽ khác cùng xuất hiện và đều vận chuyển bình thường chỗ mạnh nhất cũng chỉ như vậy mà thôi đọa hồn thuật có thể làm khó dễ được ta sao thạch hạo lãnh đạm nói tất cả mọi người đều giật mình thạch hạo an toàn đứng đó vài loại bảo thuật đáng sợ của hắc ám thần tử đều xuất hiện thế nhưng lại bị một màn ánh sáng chặn lại tất cả thạch hạo tạo ra động thiên duy nhất và toàn lực vận chuyển sức mạnh lôi điện cùng công bằng tiếp đó tập kết hai thứ này lại trước một ký hiệu hình thành nên một cái chùm sáng phía bên trên động thiên duy nhất hắn đã sớm khắc phụ văn lên động thiên duy nhất này đây chỉ là bước đầu thăm dò mà đã thể hiện ra sức phòng ngự vô song rồi tiếp đó ánh sáng thượng thương cũng được hắn gia tăng thêm thế nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn tìm tòi nên tất cả đều không vững chắc khiến cho động thiên duy nhất hơi hơi rung lắc Diệt. Thạch thảo hét lớn, động thiên duy nhất phát sáng, sau đó bốc cháy rồi thoát khỏi hắn bay về phía trước, bao phủ toàn bộ chuông nhỏ. Trong giây lát liền tiêu diệt sạch sành xanh những cái thứ này. Đồng thời chùm sáng phụ văn khắc trên động thiên duy nhất cũng nhằm về hắc ám thần tử. Đáng tiếc là thân thể của người này quá biến thái, vượt xa cảnh giới người cùng thế hệ. Lúc này một tiếng vang trầm thấp xuất hiện rồi các bảo thuật đồng loạt được phóng thích ra. Toàn bộ phụ văn lan tràn chặn lại đoàn tấn công của Thạch Hạo, Thạch Thảo chủ động tiến đánh rồi nói Ta không tin kim cương bất diệt của người có thể kéo dài mãi mãi được Lông mày của hắn dựng lên động sắc ý Đến đây đi hoang Người khác sợ ngươi Nhưng trong mắt của ta ngươi không là cái đinh gì cả Nếu không phải ta đã ngủ một giấc thiên cổ Thì ta đã một hơi có thể nuốt hết 108.000 tên như ngươi rồi Hát ám thần tử khiêu khích Lúc này hắn lộ ra hình dáng Mình vụ tan hết Trên người mặc giáp trụ màu vàng đen gương mặt trắng xám tuấn tú theo kiểu đau ốm hắn yeah. gào to cũng vọt tới hai bóng người va chạm kịch liệt ngang dọc trong trời đất hoàng người đánh khắp nơi trên thân thể của ta không khiến cơ thể này phóng thích bản năng muốn tiêu hào hết sức mạnh của ta sao vậy thì làm cho ngươi thất vọng rồi thân thể ta vô sông vĩnh viễn không héo tàn hắc ám thần tử chế nhạo Ta chỉ hiếu kỳ một chút, muốn xem xem có chỗ nào đáng đi học hỏi không thôi. Nhưng mà cũng thật là thất vọng mà, giờ không thèm phí thời gian chi nữa. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Bảo thuộc hai người va chạm mạnh vào nhau, kinh người đến đỉnh điểm. Cho ta xem ngươi có thủ đoạn gì nào. Hát ám thần tử không sợ. Bảo thuộc của ngươi tuy nhiều, nhưng chỉ là khắc trong máu thịt, không thể nào hiện ra để ta tìm hiểu, thân thể ngươi tuy bất phàm nhưng cũng chỉ là một cái xác hình người không thể nào hàm ăn có thể nói không có tác dụng gì chỉ là rác rưởi thôi chết đi cho đỡ chặt đất thạch Thảo quát lên nghe câu này không những con mắt của hắc ám thần tử lạnh lẽo mà đông đảo người xem cũng đứng hình trong tay thạch Thảo xuất hiện một thanh kiếm đó là kiếm thể được tạo thành từ phù văn luân hồi phù văn thượng thương và loại chí tôn thuộc trời sinh quấn lấy nhau thanh kiếm vừa xuất hiện thì mây gió biến ảo đất trời cũng thất sắc tia tiên khí trên người thạch thảo kia cũng uống lượng quấn tới làm cho thanh kiếm này càng thêm phi phàm tốc độ của hắn quá nhanh là sự kết hợp giữa tốc độ cung bằng xúc địa thành thốn cùng cánh sấm chớp tốc độ này đã vượt qua giới hạn của lẽ thường vây quanh hắc ám thần tử để tiến đánh trong tiếng len keng vô số vị trí trên người hắc ám thần tử tràn ra vết máu thậm chí có một hai chỗ bị đâm xuyên qua nữa mọi người khiếp sợ thân thể mạnh mẽ như vậy cũng vỡ tan sao không thể tin được điểm yếu của ngươi chính là những vị trí đang phát sáng kia, khu vực có thể tỏa ra bảo thuật, đúng không? Sao mà giấu được ta chứ? Thạch Thảo lạnh lùng nói. Những khu vực kia có vài chỗ đã tổn hại theo năm tháng, nên có thể xuyên thủng. <laughs> Hắc Ám Thượng Tử phun ra một ngụm máu đen, thân thể bay ngược ra sau, lần đầu tiên gặp phải thương nặng. Một cái xác mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta, kiêu ngạo đến tình trạng như vậy, ngươi là cái thá gì? Thạch Thảo quát hắn lao xuống lần nữa thanh kiếm trong tay sắc bén tuyệt luân vài tiếng phạm vặt vang lên liền miền phù văn bị đánh tan những chỗ yếu hại trên người của hắc ám thần tử đều bị chém trúng hắc ám thần tử đang vận dụng đại thần thông thế nhưng vẫn khó có thể ngăn cản mọi người rung rẩy đây là bảo thuật cỡ nào mà lại khiến thân thể hắc ám nhanh chóng suy yếu gần như không chống đỡ nổi nữa thà thảo kinh ngạc trong bảo thuật của hắn có các loại luân hồi thượng thương chỉ cần bắn trúng tất nhiên sẽ tan rã thân thể phía trước tuy không chống đỡ nổi nhưng lại gắn gượng được nhiều lần thật là kinh người mà yeah! Hạt ám thần tử giống to phát động công kích ác liệt thạch thảo lấy thêm tiên kiếm đại la ra rồi nói trước kia muốn xem thử một chút ngươi có chỗ nào đặc biệt có thể học hỏi hay không <laughs> nhưng thật thất vọng ngươi lên đường sớm chút đi thôi tay phải của hắn cầm kiếm thai được ngưng tụ từ bảo thuật của bản thân tay trái thì cầm kiếm thai tiên kim Hai kiếm cùng chuyển động, không gì không xuyên thủng. Giết! hắc ám thần tử hét lớn, không ngừng xuất chiêu. Dù đã đến bước này, thế nhưng hắn vẫn có thể đấu với thạch hạo thêm 500 hiệp nữa. Thân thể vô cùng kỳ dị, thỉnh thoảng tỏa ra cốt văn. Thạch hạo chém rớt cánh tay phải của hắn, nơi đó khá yếu mà hắn sớm đã phát hiện ra. Tay cục phun ra một mảnh màu đen bay ngang ra ngoài thạch thảo khiếp sợ cánh tay cục kia sau khi bay ra ngoài lại nhanh chóng quay trở lại như muốn kết nối lại vị trí cũ thân thể kia quá quỷ quái còn muốn lấy gì, không có cửa đâu hai kiếm cùng chuyển động lập tức chém cánh tay kia thành mấy đoạn càng làm thân thể của hắc ám thần tử bị thương nặng hơn sau đó thạch thảo chém ngang hông hắn nửa thân trên bay ra ngoài đột nhiên trong hư không vang lên tiếng tụng kinh cuối trời có một bóng người mờ ảo đang ngồi xếp bằng kinh văn như có như không truyền đến thời khắc này linh hồn mọi người rung rẩy tất cả đều sợ hãi và muốn quỳ lại cổ thiên thập địa kinh của thần miếu hắn là cổ thánh tử có người rung giọng nói biết ai đã đến cứ đến đánh với ta một trận đi tới một người thì giết một người hắn chống lại âm thanh kinh văn kia không hề chịu phải sự quấy phá của thứ này lần nữa xông tới phụp một tiếng vết kiếm chém vào ngực của hắc ám thần tử thế nhưng hắn hơi nhíu mày thân thể kia quá yêu tà các chi đứt đoạn lại muốn tập hợp về một chỗ và tiến hành tổ hợp gây dựng lại. Thành hạo không thèm nghĩ nhiều, song kiếm trong tay hợp nhất, một chiêu kiếm chém xuống đầu hắc ám thường tử, máu tươi văng lên rất cao. Hết tập 208. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách